tầng này Phật Pháp, lĩnh ngộ sau đó, là được cảm ngộ đến Phật môn vô lượng minh mông, cực lớn vô biên ý vật, giơ tay nhấc chân tới giữa, đều có thể bùng nổ tu di núi thần khí tượng, chấn ma diệt địch, hung mãnh vô cùng. Diệp Thần năng lực cực cao, tự nhiên cũng là thuận lợi cảm ngộ tu di Phật Pháp nghĩa sâu xa. Cuối cùng là tầng thứ 6 Phật Pháp, giới tử. Giới tử cũng là Phật môn ý voi, cùng tu di vừa vặn ngược lại, đại biểu nhỏ bé, rất nhỏ ý. Tầng này Phật Pháp lĩnh ngộ sau đó, cùng tu di Phật Pháp lẫn nhau kiểm chứng, tự thân có thể tùy ý đổi thành tu di giới tử Pháp tướng, có thể lớn có thể nhỏ, lớn như dơ lên trời thần Phật, tiểu như vi trần khái niệm, đặc biệt huyền diệu. Diệp Thần lĩnh ngộ được cái này tầng thứ 6 giới tử Phật Pháp, cũng cảm giác được đầu. Hắn cảm giác ở thế giới hiện thật phép tắc hạn chế hạ, mình đối Phật Pháp lĩnh ngộ, đã chấm dứt, rất khó tiến bộ hơn nữa. Chặc chặc, thằng nhóc, không tệ à, 3 ngày thời gian, lại có thể đem Phật Tổ chân kinh, tu luyện đến tầng thứ 6. Luân hồi mộ địa bên trong, Pháp Hoa Tôn giả cảm nhận được Diệp Thần tốc độ lĩnh ngộ, cũng là chặc chặc lấy làm kỳ, khen ngợi. Nếu như không phải là chính mắt nơi gặp, hắn cũng không dám tin tưởng, thâm ảo vô cùng Phật Tổ chân kinh, Diệp Thần lại có thể lĩnh ngộ được nhanh như vậy. Muốn không thử một chút lĩnh ngộ diệu Pháp Hoa Sen? Pháp Hoa Tôn giả hì hì cười một tiếng nói. Diệu Pháp Hoa Sen, là Phật Tổ chân kinh tầng thứ 7, cũng là vô cùng là cao thâm Phật Pháp chân lý. Vạn cổ tới nay, thế giới hiện thật bên trong, có tư cách hiểu diệu Pháp Hoa Sen người, trừ Pháp Hoa Tôn giả bên ngoài, cũng chỉ có Vô Tâm Tổ Sư, đều là không xuất thế Phật Pháp thiên tài. Tiền bối có diệu Pháp Hoa Sen bí quyết. Vậy để cho ta thử một chút cũng không sao. Diệp Thần nói. Hi hi, vậy ngươi liền thử một chút, chỉ sợ ngươi không cách nào lĩnh ngộ, gặp cắn trả. Pháp Hoa Tôn giả cười một tiếng, vẫy tay đánh ra một đạo linh quang, như thể hồ quán đỉnh vậy, bơm vào đến Diệp Thần đầu óc bên trong. Oanh! Trong thoáng chốc, vậy diệu Pháp Hoa Sen các loại chân lý nghĩa sâu xa, ở Diệp Thần trước mắt từng cái lướt qua. Diệp Thần cảm ngộ vậy diệu Pháp Hoa Sen chân lý, chỉ cảm thấy đặc biệt thâm ảo phức tạp, lấy hắn thiên phú, tạm thời tới giữa, lại cũng khó mà lĩnh ngộ. Diệu Pháp Hoa Sen, quả nhiên là cao sâu vô cùng Phật Pháp, ta tạm thời không thể lĩnh ngộ. Diệp Thần lắc đầu một cái, thần thức triều ly đi ra, không có lãng phí nữa thời gian đi lĩnh ngộ. Hắn mơ hồ tới giữa cảm giác được, muốn lĩnh ngộ cái này diệu Pháp Hoa Sen mà nói, thiên thời địa lợi thời cơ, thiếu một thứ cũng không được. Không phải dựa hết vào đóng cửa khổ tư, liền có thể hiểu. Bất quá hôm nay hắn cảnh giới đột phá mấy phần, có lẽ có thể thử nghiệm từ vắng vẻ thần 6 thức bên trong, từ từ lục lọi thiên đấu lớn đồ sát kiếm. Thiên đấu lớn đồ sát kiếm quá trọng yếu, nếu là có thể nắm giữ, có lẽ đối kháng vô thiên, thiên nữ, cũng hoặc là vũ hoàng cổ đế, cũng sẽ đơn giản chút. Nhưng mà thiên đấu lớn đồ sát kiếm định trước người bình thường khó mà nắm trong tay. Pháp Hoa Tôn giả tựa hồ nhìn thấu Diệp Thần giữa hai lông mày ngưng trọng, lấy là Diệp Thần đối kinh Phật lĩnh ngộ xảy ra vấn đề. Ngươi cũng không thể lĩnh ngộ sao? Hi hi, xem ra vậy Thích Già Thiên Đế viết kinh Phật, đúng là có ít đồ, liền ngươi đều bị khó ở. Bất quá, ngươi không bị cắn trả, vậy coi là lợi hại. Muốn ta truyền thụ ngươi một chút lĩnh ngộ mấu chốt. Pháp Hoa Tôn giả nói. Không cần, Phật Pháp những thứ khác đạo Pháp không cùng. Mọi người có riêng mình tạo hóa, tiền bối ngươi tu luyện mấu chốt, chưa chắc thích hợp ta. Diệp Thần lắc đầu một cái, khéo léo từ chối Pháp Hoa Tôn giả ý tốt. Pháp Hoa Tôn giả vậy không bắt buộc, ngáp một cái nói, tùy ngươi, tiếp theo muốn đi nơi nào. Lúc nào giúp ta đi Di La Cung, làm thịt vậy cung chủ lão tặc. Ở nhắc tới Di La Cung thời điểm, Pháp Hoa Tôn giả trong giọng nói, vẫn là lộ ra một vẻ nồng nặc hận ý. Năm đó chính là Di La Cung cung chủ, cắt đứt hắn phi thăng không không, đưa đến hắn chết. Nếu như không phải là Di La Cung ngăn chặn, hắn chỉ sợ sớm đã bước vào không không lúc nào không, hướng thiên đế chủ thần bước vào. Hiện tại, hắn chỉ muốn Diệp Thần giúp hắn trả thù. Diệp Thần nói, chuyện này không cần gấp nhất thời, tiền bối, ta trước đi một chuyến minh cúng, cùng bắt được phù sinh tuyệt mệnh sau đó, sẽ giúp ngươi trả thù không muộn. Diệp Thần trong mơ hồ cảm giác được, vị kia Di La cung chủ, tu vi nhất định là 10 phần cường hãn. Hắn tùy tiện tiến công mà nói, sẽ không có kết quả tốt. Hiện tại, hắn chỉ muốn lấy trước được phù sinh tuyệt mệnh thanh binh khí này. Thanh binh khí này, có thể khắc chế hoàng kim huyết mạch,
đối phó ma tổ vô thiên. Trừ cái này ra, thanh binh khí này ác liệt phong mang, cũng là một cái thiên đại trợ lực. Nếu như chấp trưởng phù sinh tuyệt mệnh, Diệp Thần lại đi đối phó Di La cung chủ, vậy sẽ nhiều hơn một phần phần thắng. Nghĩ như vậy, Diệp Thần lại tu luyện một lần vắng vẻ thần sáu thức. Vốn muốn mượn giúp thông qua vắng vẻ thần sáu thức mò tới một chút thiên đấu lớn đổ sát kiếm vận. Nhưng mình vẫn là muốn quá buông lỏng. Thiên đấu lớn đổ sát kiếm, quá mức huyền ảo. Bất quá từ đột phá tu vi sau đó, đối với vắng vẻ thần sáu kiểu lĩnh ngộ quả thật sâu rất nhiều. Xem ra vắng vẻ thần thiên phú võ đạo, biết bao khủng bố. Đáng tiếc vắng vẻ thần vẫn là rời đi. Vắng vẻ thần vậy coi là hắn sư phụ, bất kể là có phải hay không bởi vì tầng quan hệ này, cùng mạng hắn tinh thức tỉnh, hắn sẽ nghĩ biện pháp đem vắng vẻ thần sống lại. Sau đó, Diệp Thần lại tu luyện một lần vắng vẻ thần sáu thức, liền rời đi chúng sanh giới, trực tiếp phong tỏa Minh đều tọa độ, biến dạng hư không đi. Minh cũng ngay tại thiên ngoại thiên, Diệp Thần phá toái hư không, lần nữa hạ xuống đến thiên ngoại thiên thế giới, cũng rơi vào một mảnh phế tích bên trong. Vừa mới tới thiên ngoại thiên, Diệp Thần đột nhiên cảm nhận được liền một cổ quen thuộc hơi thở. Lại là Chu Uyên và Quá Thần. Chu Uyên và Quá Thần hồi lâu không gặp, vì sao sẽ xuất hiện ở đây vùng lân cận? Bọn họ đoạn thời gian này ở khu vực này làm gì? Liền làm Diệp Thần dự định lần nữa cảm thụ, cổ khí tức kia nhưng là hoàn toàn biến mất. Diệp Thần lúc này mới đem tầm mắt rơi xuống cái này một phiến vô cùng bát ngát phế tích bên trong. Đây là một phiến to lớn vô biên đô thành phế tích, khắp nơi đều là tường đổ tàn viên, tùy ý có thể gặp sụp đổ nham thần pho tượng. Bóng tối hơi thở, ở Minh đều bầu trời vang vọng, nơi này vĩnh viễn vậy không thấy được ban ngày, bầu trời vĩnh viễn là đen sẫm hình dáng, chỉ có chấm ánh sao yếu ớt. Sơ bẩn chọc khí, ở lớn gian dòng nước chảy, tư sinh ra các loại quỷ dị vặn vẹo quái vật, ở phế tích trên vùng đất hoành hành, thỉnh thoảng phát ra trầm thấp tiếng gào, làm người ta rợn cả tóc gáy. Nơi này chính là Minh cũng sao? Lại có thể bát ngát như vậy, địa giới không kém gì thái thượng thế giới một vực. Diệp Thần ngắm nhìn bốn phía, phát hiện mình rơi vào trung tâm vị trí, hơi thở thu liếm, cũng không làm kinh động bất kỳ dơ bẩn cùng quái vật. Hắn thiên cơ thấy rõ dưới, rất nhanh liền bắt được phù sinh tuyệt mệnh mũi nhọn hơi thở, liền che giấu ở Minh cũng trung tâm phế tích lòng đất dưới. Cái này phiến Minh cũng, ngày xưa là một tòa thật to phồn hoa đô thành. Thờ phượng nham thần thiên tôn, cho dù hóa thành phế tích, vậy lưu lại một chút nham thần ý chí. Si Phong thượng nhân đem phù sinh tuyệt mệnh, chôn giấu ở nơi này, vậy là ai vậy không phát hiện được. Chỉ muốn đi trước trong phế tích tim, đem chôn trong lòng đất binh khí, moi ra, là được đại công cáo thành. Nhưng mà, ra Diệp Thần dữ liệu, ở rất xa trong phế tích tim, lại có một tòa khổng lồ cung điện nguy nga, đang đứng sừng sững, tràn ra mênh mông hắc ám thần uy. Làm người ta rung động. Diệp Thần muốn khai thác phù sinh tuyệt mệnh mà nói, trừ phi đem tòa cung điện kia nghiền nát. Hắn thần thức phóng thích, theo dõi đi qua, liền thấy cung điện bên trên, lơ lửng một tòa bia đá. Bia đá phong cách cổ xưa, in ba chữ to, Di La Cung. Ở nơi này ba chữ to chung quanh, là rất nhiều phiền phức hoa văn, trong mơ hồ hội tụ thành đời trước tử thần đồ đằng hình dáng. Di La Cung, lại là ở chỗ này. Nơi này rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Diệp Thần một hồi kinh ngạc, tuyệt đối không nghĩ tới, Minh cũng phế tích bên trong, lại có thể đứng sừng sững Di La Cung cung điện. Luân hồi mộ địa bên trong, Pháp Hoa Tôn giả cũng là thấy được phương xa tòa cung điện kia, nhất thời kêu to lên, Di La Cung sơn môn ở Di La âm vực, đây là bọn họ một cái phân điểm. Bọn họ lại có thể ở nơi này phiến Minh cũng phế tích bên trong, thành lập một cái cứ điểm. Lúc đầu Minh cũng nơi phế tích phương cung điện, cũng không phải là Di La Cung trụ sở chính, mà là một cái phân điểm. Cái này Di La Cung, thờ phượng thần linh, là đời trước tử thần. Diệp Thần khẽ cau mày, trong mơ hồ nghe được vậy Di La Cung phân điểm, truyền tới hàng loạt trúc đảo ngâm sướng tiếng. Những thanh âm kia, tựa hồ là ở tán tụng Hải Vương Ma Tôn vĩ đại. Hi hi, đúng vậy, vậy Di La Cung, chính là thờ phượng tử thần thế lực. Đời trước tử thần Hải Vương Ma Tôn, bị nham thần thiên tôn trấn áp, chuyện này, thành tất cả tử thần tín đồ tâm ma ác mộng. Bọn họ lại dám ở nham thần thiên tôn ngày xưa lãnh địa bên trong, thành lập cứ điểm, xem ra là khắc phục cái này tâm ma. Thằng nhóc, người được cẩn thận một chút, hôm nay Di La Cung, sợ rằng so ta ngày xưa đỉnh cấp thời điểm,
còn lợi hại hơn, bọn họ đã vượt qua tâm ma, người muốn giúp ta báo thù nói, sợ rằng không dễ dàng. Pháp Hoa Tôn giả cười hắc hắc hai tiếng, sắc mặt nhưng là âm trầm vô cùng, hiển nhiên vậy cảm cho tới bây giờ Di La Cung, kiêu căng xa so ngày xưa hừng hực, hắn báo thù cũng thay đổi được khó khăn. Ta trước lại xem. Diệp Thần sắc mặt cũng là trầm xuống, Di La Cung cứ điểm thiết lập địa phương, vừa vặn chính là ở Phù Sinh Tuyệt Mệnh phía trên, đè thanh binh khí này. Coi như không thay Pháp Hoa Tôn giả trả thù, Diệp Thần muốn bắt được Phù Sinh Tuyệt Mệnh mà nói, đều phải trước nghiền nát cứ điểm này. Hắn vận chuyển giới tử Phật Pháp, hóa thân thành một viên giới tử vi trần, cấp tốc hướng Di La Cung bay đi. Cái này giới tử Phật Pháp, 10 phần tuyệt diệu, vừa thi triển ra, Diệp Thần là được một viên vi trần, hơi thở hoàn toàn thu liếm, chỉ cần hắn không chủ động bại lộ, vậy là ai vậy không phát hiện được hắn. Rất nhanh, Diệp Thần đi tới Di La Cung theo một chút ra. Khoảng cách gần tiếp xúc, Diệp Thần có thể rõ ràng nghe được, vậy các loại ngâm sướng cầu nguyện thanh âm, đều ở đây tán tụng tử thần. Hắn thần thức lặng lẽ quét nhìn Di La Cung, cũng là bắt được không thiếu khí tức cường đại, trong đó thậm chí có mấy đạo vô lượng cảnh tồn tại. Thằng nhóc, động thủ đi. Pháp Hoa Tôn giả dữ tợn nói. Tòa cung điện này, cũng không phải là Di La Cung tổng bộ, mà là một cái cứ điểm. Tuy nói cũng có không thiếu cường giả, nhưng Diệp Thần hôm nay tu vi thực lực, càng như người thú. Hắn nếu như toàn lực bùng nổ, không tiếc giá cao nói, đủ để đem điều này Di La Cung cứ điểm, hoàn toàn nghiền. Dĩ nhiên, làm như vậy, tự thân vậy phải bỏ ra không ít giá, hơn nữa muốn ở không có chút nào chuẩn bị dưới tình huống, cùng Di La Cung hoàn toàn xé rách ra mặt, cũng không phải là cử chỉ sáng suốt. Diệp Thần ánh mắt chớp động, suy tính muốn không nên động thủ. Lúc này, nhưng gặp có mười mấy người, từ Di La trong cung đi ra. Dẫn đầu một người, lại là Vũ Văn Cơ. Ở Vũ Văn Cơ bên người, đi theo mấy cái vực sâu thần điện cường giả, xem bọn họ sắc mặt, đều rất không vui mau. Ở phía sau bọn họ, chính là Di La Cung mấy trưởng lão, sắc mặt giống vậy không tốt lắm xem. Các vị trưởng lão, không cần đưa tiễn, xem ra các ngươi không có hợp tác thành ý. Vũ Văn Cơ lạnh lùng nói. Một cái Di La Cung trưởng lão đạo, Vũ Văn công tử, các ngươi vực sâu thần điện, muốn tìm về Phù Sinh Tuyệt Mệnh thanh binh khí này, tâm tình chúng ta có thể hiểu. Nhưng, chúng ta Di La Cung, đúng là không biết vậy Phù Sinh Tuyệt Mệnh, rốt cuộc ở địa phương nào. Vũ Văn Cơ cả giận nói, Vô Thiên lão tổ suy diễn thiên cơ, theo dõi đến vậy Phù Sinh Tuyệt Mệnh, ở nơi này phiến minh cũng phế tích bên trong, nhất định là các ngươi Di La Cung cầm, các ngươi lại không chịu thừa nhận. Các ngươi rõ ràng là muốn chiếm đoạt binh khí này, chờ ta vực sâu thần điện, và các ngươi tử thần giáo đoàn, liên hiệp đoạt được tử thần quyền bính sau đó, các ngươi lại qua sông rút cầu, lợi dụng Phù Sinh Tuyệt Mệnh, đối phó nhà ta lão tổ. Diệp Thần nghe được Vũ Văn Cơ tức giận, trong lòng bừng tỉnh, nghĩ ngợi, Di La Cung tuy ở minh cũng phế tích bên trong, thành lập cứ điểm, nhưng xem ra bọn họ cũng không biết, Phù Sinh Tuyệt Mệnh liền chôn giấu trong lòng đất dưới. Vậy Di La Cung trưởng lão đạo, Vũ Văn công tử bớt giận, chúng ta có thể thề với trời, thật không biết vậy Phù Sinh Tuyệt Mệnh rơi xuống, lại càng không sẽ chiếm đoạt, các ngươi nếu như muốn tìm, chúng ta có thể liên hiệp tìm. Vũ Văn Cơ cả giận nói, không cần, chúng ta đi. Phất tay một cái, mang người thủ hạ rời đi. Di La Cung thờ phượng đời trước tử thần, cùng tử thần giáo đoàn quan hệ mật thiết, thậm chí có thể coi như là tử thần giáo đoàn một cái chi nhánh. Ma Tổ Vô Thiên ở Thái Thượng Phật bị chúng thất lợi, nhưng hắn cùng ma nữ hợp tác, cũng không có kết thúc. Hắn và ma nữ, vẫn là muốn liên thủ cướp lấy tử thần quyền bính, đuổi luân hồi bị loại. Lần này Vũ Văn Cơ, đi tới Di La trong cung, một mặt là nói chuyện hợp tác sự việc, một mặt khác là muốn đòi lấy Phù Sinh Tuyệt Mệnh. Chỉ bất quá, cái này Phù Sinh Tuyệt Mệnh, căn bản không ở Di La cung trong tay, hắn tự nhiên không thể nào đòi lấy đến. Hai bên lẫn nhau không tín nhiệm, giờ phút này là ra về chẳng vui. Diệp Thần giờ phút này thân hóa giới tử, liền núp ở Di La Cung bên ngoài sơn môn, ai cũng không phát hiện hắn. Vũ Văn Cơ nổi giận đùng đùng rời đi, từ Diệp Thần bên người đi qua, vậy không cảm nhận được Diệp Thần hơi thở. Diệp Thần nhìn Vũ Văn Cơ bóng người, tim giật mình, trong đầu nghĩ ta có thể ra tay tập sát hắn. Vũ Văn Cơ tu luyện Thái Hư Cổ Long nói. Là Ma Tổ Vô Thiên một người thủ hạ trọng yếu trợ thủ, cũng là Diệp Thần ngày xưa cừu địch. Nếu có thể đem tập sát,
Diệp Thần vậy có thể giải quyết một cái tai họa ngầm. Nghĩ tới đây, Diệp Thần trong ánh mắt lướt qua một chút ác liệt hàn mang, đột nhiên một chưởng đánh ra. Đây là tốt nhất suy yếu vô thiên cơ hội, hắn không thể nào thả qua. Đại Tu Di Trưởng. Diệp Thần vận chuyển Tu Di Phật Pháp, trưởng phong kích động, hư không vặn vẹo, bộc phát ra thái cổ Tu Di núi thần hư ảnh, một trưởng long trời lở đất, hung hăng đánh ra đến Vũ Văn Cơ trên mình. Vũ Văn Cơ chút nào không phòng bị, hoàn toàn không nghĩ tới bên cạnh trong hư không, lại đột nhiên nổ ra Diệp Thần bóng người. Phịch đích một tiếng. Diệp Thần Đại Tu Di Trưởng, chỉ là một trưởng, liền đem hắn cả người kinh mạch xương cốt, liên quan đan điền, cũng đánh được nghiền. Phốc xích. Vũ Văn Cơ một ngụm máu tươi cuồng phun ra, mang chút nội tạng mảnh vỡ, không thể tưởng tượng nổi nhìn Diệp Thần, trợn to hai mắt. Diệp Thần, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Hắn hô hấp dồn dập, kịch liệt thở hổn hển mấy cái sau đó, liền thần hồn đều bị Tu Di trưởng lực đánh vào, băng diệt nghiền, cặp mắt tối sầm, liền té chết đi. Trước kia ở trên trời người vực thời điểm, Vũ Văn Cơ đối mặt Diệp Thần, có thể nói là cao cao tại thượng. Nhưng hiện tại, Diệp Thần chỉ là một trưởng, dễ dàng, liền đem hắn đánh giết hết. Tuy nói Diệp Thần một trưởng này, là đánh lén nhô lên giết, nhưng cho dù là chính diện đối giết, Vũ Văn Cơ cũng là không ngăn được. Diệp Thần vận chuyển Tu Di Phật Pháp, bộc phát ra trưởng thế, đủ để tiêu diệt vậy vô lượng cảnh hậu kỳ cao thủ, tuyệt không phải Vũ Văn Cơ có thể ngăn cản. Hắn ra tay tập sát, chỉ là vì tiết kiệm chút thời gian, miễn được phiền toái. Vũ Văn công tử. Chung quanh mấy cái vực sâu thần điện cường giả, thấy Vũ Văn Cơ bị một trưởng giết chết, nhất thời hoảng hốt, rối rít ra tay hướng Diệp Thần công tới. Diệp Thần không tránh không tránh, Đại Tu Di trưởng liền liền đánh ra, mỗi một trưởng cũng giống như thái cổ thần sơn nổ, thần ngăn cản sát thần, Phật ngăn cản giết Phật, không phí nhiều sức, liền đem vậy mấy cái vực sâu cường giả, toàn bộ đánh bể. Luân hồi chi chủ, là ngươi. Vậy mấy cái gì là cung trưởng lão? Thấy Diệp Thần hung mãnh như vậy hình dáng, nhất thời kinh hãi, chỉ cảm thấy không tưởng tượng nổi. Bọn họ hoàn toàn không nghĩ tới, Diệp Thần lại có thể đi tới Di La Cung, thậm chí giơ tay nhấc chân tới giữa, liền đánh giết Vũ Văn Cơ các người. Phải biết, Vũ Văn Cơ đã luyện thành Thái Hư Cổ Long nói, lại có hoàng kim huyết mạch, thể chất vô cùng cường hãn. Nhưng đối mặt Diệp Thần, vẫn bị một trưởng đánh giết. Có thể tưởng tượng được, thời khắc này Diệp Thần chân thực sức chiến đấu có bao nhiêu ngoại hạng. Dõi mắt thế giới hiện thật, có thể áp chế người hắn, sợ rằng chỉ có đứng ở đỉnh cấp những cái kia cao cấp tiên đế. Các ngươi Di La Cung, là tử thần tín đồ. Cũng chết đi cho ta. Diệp Thần cũng không nói nhảm, nếu hắn quyết định bại lộ, đó chính là hạ định quyết tâm, muốn phá hủy toàn bộ Di La Cung, giết chết tất cả người. Oanh! Long đằng mệnh tinh mở, khoáng đạt hào hùng ánh sao cùng long khí, phóng lên cao. Diệp Thần sử dụng luân hồi thiên kiếm, trên thân kiếm huyết long quanh quẩn, ngự kiếm hướng vậy mấy cái Di La Cung trưởng lão, chém chết đi. Vậy mấy trưởng lão, phản ứng ngược lại là hết sức nhanh chóng, lập tức phi thân né tránh. Di La Cung các nơi, vang lên phòng bị tiếng kèn lệnh cùng tiếng trống, từng cái bóng đen bay lên, toàn bộ Di La Cung các cường giả, đều bị kinh động. Rất nhanh, chỉ chít Di La Cung cường giả, ùn ùn kéo đến, vây Diệp Thần. Bọn họ đều là tử thần tín đồ, trên mình tràn ra hắc ám kinh khủng hơi thở, không thiếu cường giả giống như là trong địa ngục đi ra tu la, sát khí xâm nghiêm. Nếu như là ở trước kia, Diệp Thần đối mặt như thế nhiều hắc ám cường giả bao vây, có thể sẽ có chỗ kiêng kỵ. Nhưng hôm nay, hắn luyện hóa Phật cốt xá lợi, lại lấy được Thích Già Phật Tổ ban phúc, đột phá tu vi đến thiên huyền cảnh 5 tầng trời cao cấp, thậm chí đem Phật Tổ chân kinh, tu luyện tới tầng thứ 6 bước. Thực lực xa so trước kia hung hãn. Cho dù đối mặt như thế nhiều hắc ám cường giả vây giết, Diệp Thần cũng là không sợ chút nào. Tu Di Pháp Tướng, Trảm Thiên Cửu Kiếm, sát 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 sát. Diệp Thần thân thể thoáng một cái, Tu Di Phật Pháp vận chuyển tới trình độ cao nhất, hắn thân thể, liền hóa thành ngàn vạn trượng cao, đỉnh thiên lập địa, hiển hiện ra vô cùng Pháp Tướng to lớn khí tượng. So với cái này Tu Di Pháp Tướng, kinh khủng hơn. Là Diệp Thần kiếm. Trảm Thiên Cửu Kiếm bùng nổ, kiếm mưa như sao rơi xuống, mang luân hồi cùng chí cao Phật Pháp khí tượng, hung hăng chém chết hướng tại chỗ Di La Cung các cường giả. Đây là cắt cỏ vậy giết đồ sát. Diệp Thần không để ý linh khí tiêu hao, sức chiến đấu đỉnh cấp bùng nổ dưới,
thật là quá mức hung mãnh. Hắn chạm thiên kiếm ý, như sao rơi xuống, tiếp xúc tới những thứ này kiếm ý kiếm khí Di La cung cường giả, thân thể tại chỗ liền bị đánh xuyên, máu tươi văng tung tóe, ở trong tiếng kêu gào thê thảm chết đi. Luân hồi uy thế, lại có thể cường hãn đến tình cảnh này. Di La cung rất nhiều cao thủ, đều là run sợ. Nhưng, bọn họ không có lùi bước, rối rít cháy máu tươi, giống như là hóa thân huyết ma, cuồng như vậy hướng Diệp Thần mãnh nhào qua. Di La cung mãnh phát, để cho được Diệp Thần khá để ý bên ngoài. Hắn nguyên bản còn lấy là, ở mình kinh thiên giết chóc, những thứ này Di La cung võ giả, sẽ bị hù bể mật chạy trốn. Nhưng không nghĩ tới, toàn trường lại không có một người chạy trốn, người người như là huyết chiến sĩ vậy, không sợ chết nhào tới. Những người này đạo tâm, đổ như người thú. Diệp Thần nghĩ thầm, hạ thủ không lưu tình, huy động luân hồi thiên kiếm, đem nhào tới Di La cung cường giả, toàn bộ chém hết. Chỉ chốc lát sau, ở Di La cung chỗ sâu, lại thật nhiều hắc ám dơ bẩn ma vật, cánh dài, bay giết ra tới. Cẩn thận vừa thấy, đó không phải là thông thường ma vật, lại là hỗn độn thiên ma. Hỗn độn thiên ma, là tinh không thần tộc Sa Đọa biến thành. Diệp Thần lại không nghĩ rằng, ở Di La trong cung mặt, cũng có hỗn độn thiên ma tồn tại. Có thể hỗn độn thiên ma nhất tộc, cùng Di La cung tới giữa, tồn tại loại nào đó hợp tác. Dẫu sao, Di La cung thờ phượng đời trước tử thần, thật ra thì chính là cực đạo ma tôn ảo tưởng thân, cùng hỗn độn thiên ma quan hệ mật thiết. Lúc này Di La cung, sắp bị Diệp Thần tàn sát, những cái kia hỗn độn thiên ma, vậy đi ra trợ chiến. Hỗn độn thiên ma, ở Sa Đọa dưới, cả người tràn đầy hắc ám dơ bẩn, hung tàn thích giết chóc, không có một chút thiện niệm. Diệp Thần đối mặt những thứ này hỗn độn thiên ma, tự nhiên cũng sẽ không mềm tay, ai dám tới gần, hắn liền trực tiếp chém chết. Cuồng bạo giết hại, long trời lở đất, máu tươi nhiễm đỏ dạ không. Ở nơi này hắc ám cùng giết hại bên trong, bỗng nhiên có một đạo thánh khiết thần mang, như thiên thần giận phạt, phá vỡ hắc ám, bắn chết hướng Diệp Thần ấn đường. Ừ. Diệp Thần ánh mắt động một cái, lập tức huy động luân hồi thiên kiếm, đem cái này đạo bắn chết tới thần mang, hoàn toàn nghiền nát. Chỉ gặp một người cô gái, da thịt như tuyết, dung mạo trong sáng như ánh ban mai, sau lưng huy động một đôi trắng tinh thần thánh vũ rực, từ Di La cung chỗ sâu bay ra. Người phụ nữ này, cả người tràn ngập tinh không thần tộc thở mạnh voi, ánh sao lấp lánh, thần mang trong sáng, cao nhã được giống như thánh nữ thiên thần, ở nơi này phiến hắc ám giết hại thế giới, lộ vẻ được cao quý vô cùng cùng trong trẻo lạnh lùng. Hồng Hân tiểu thư, chung quanh rất nhiều hỗn độn thiên ma, còn có Di La cung các cường giả, thấy người phụ nữ này xuất hiện, đều là cung tiếng xưng hô đứng lên. Phụ nữ kia, Diệp Thần cũng là biết, lại là ngày xưa tâm trái đất vực, Hồng gia thánh nữ Hồng Hân. Diệp Thần nhớ, Hồng Hân cuối cùng là đầu phục ma tổ vô thiên, hẳn là ở hắc ám biển cấm khu vực hoạt động. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới, Hồng Hân lại có thể xuất hiện ở nơi này. Hơn nữa, xem Hồng Hân hình dáng, hiển nhiên bị giao cho tinh không thần tộc huyết mạch. Diệp Thần, thật lâu không gặp. Hồng Hân ngắm nhìn Diệp Thần, trong con người thần sắc, khá là phức tạp. Nàng hiển nhiên cũng không nghĩ tới, sẽ ở chỗ này cùng Diệp Thần gặp nhau. Hồng cô nương, vẫn khỏe chứ? Diệp Thần thu liễm lại pháp tướng, khôi phục bình thường thân hình, dừng lại giết hại, cũng là ngắm nhìn Hồng Hân. Chung quanh Di La cung cường giả, và hỗn độn thiên ma cửa, thấy Diệp Thần và Hồng Hân, lại là quen biết, nhất thời kinh ngạc. Ngươi giết Hồng Xuân Thu. Hồng Hân con ngươi hơi chăm chú, hỏi. Ngươi muốn thay hắn trả thù sao? Diệp Thần hỏi. Nhắc tới, Hồng Xuân Thu cũng coi là Hồng Hân lão tổ tông. Không, ta đã bị giao phó cho tinh không thần tộc huyết mạch, cùng Hồng gia lại không quan hệ. Hồng Hân lắc đầu một cái. Hôm nay nàng, sáng bóng thần thánh được giống như thần minh, sau lưng một đôi thánh khiết vũ rực, tựa như vĩnh hằng bất hủ, chính là tinh không thần tộc chỗ có một không hai. Diệp Thần không biết Hồng Hân trải qua cái gì, lại có thể bị giao cho tinh không thần tộc huyết mạch. Ngươi và Di La cung là đồng minh. Diệp Thần hỏi. Hồng Hân yên lặng một tí, rồi sau đó gật gật đầu nói, ừ, chúng ta là đồng minh, ngươi, là chúng ta kẻ địch. Ngươi có thể còn không biết. Ngươi trong ảo tưởng luân hồi thiên quốc, nhưng thật ra là một cái sai lầm thế giới, ta sẽ kết thúc ngươi. Diệp Thần ha ha cười một tiếng, nói, đó cũng không phải là ta ảo tưởng,
chẳng qua là cũ thần ảo tưởng, cùng ta không liên quan. Ta thật muốn thành lập luân hồi thiên quốc mà nói, vậy tuyệt không phải một cái mù quáng theo đuổi tuyệt đối bình đẳng thế giới, mà là thiện ác có thứ tự, cho dù tồn tại cấp bậc cao thấp, cũng có trật tự chế ước thế giới. Bất quá, lấy ta trước mắt tu vi, nói những thứ này còn quá xa vời. Hồng Hân nói, bất kể như thế nào, sự tồn tại của ngươi, đối tương lai mà nói, cũng quá mức đáng sợ, ta sẽ chung kết vận mệnh ngươi. Tinh không mộ đạo, vũ dực chém. Đi đôi với một tiếng khẽ kêu, Hồng Hân cả người thánh quang tách thả ra, sau lưng vũ cánh dương ra, một phiến phiến lông vũ như phi kiếm vậy bắn ra, rồi sau đó hội tụ thành một phiến sáng chói lóng lánh kiếm khí nước lũ, xen lẫn ánh sao huy hoàng, hung hăng hướng Diệp Thần đánh giết tới. Diệp Thần cảm thụ Hồng Hân thế công, sắc mặt nhất thời biến đổi. Hồng Hân bị phú cùng tinh không thần tộc huyết mạch sau đó, sức chiến đấu so với trước kia, không biết mạnh hơn nhiều ít. Lợi hại hơn phải, nàng thời điểm chiến đấu, như cũng có thể giữ tinh không thần tộc trói lọi, cũng không có rơi vào hắc ám. Như vậy tinh không trói lọi, tinh không vũ dực chém chết, so với vậy hắc ám thiên ma, không biết muốn ác liệt nhiều ít. Vậy huy hoàng vũ dực kiếm khí nước lũ, đơn giản là phải đem Diệp Thần chìm ngập vậy. Lớn mộ thần kiếm, phá cho ta. Diệp Thần hít sâu một hơi, hội tụ cả người linh khí, kinh khủng thần thuật hơi thở, ở hắn thân thể bùng nổ lên, một kiếm chém ra, kiếm thế như trời mộ mai táng, màu xám cho kiếm khí ngôi mộ nước lũ, hung hăng cùng Hồng Hân vũ dực kiếm khí nước lũ, đụng vào nhau. Oanh! Hai cổ kiếm khí nước lũ, kịch liệt va chạm, nhất thời nổ lên động trời đợt khí chảy loạn. Đem bầu trời thời không cũng xé nát, khắp nơi đều là kích xạ kiếm mang cùng vũ dực, tình cảnh cực kỳ nguy nga. Cuồng bạo va chạm, để cho được Diệp Thần lui về phía sau hai bước. Hồng Hân phốc xích một tiếng, khạc ra máu tươi, mặt đẹp một hồi trắng bệch. Không thể không nói, nàng bị giao phó cho tinh không thần tộc huyết mạch sau đó, sức chiến đấu nhanh mạnh tăng vọt, vô cùng cường hãn. Nhưng, nàng cùng Diệp Thần so sánh, cuối cùng là có chênh lệch nhất định. Hai người đỉnh cấp tỷ thí dưới, vẫn là Diệp Thần thắng một nước. Dõi mắt toàn bộ thế giới hiện thật, có thể áp chế Diệp Thần người, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Mà Hồng Hân, hiển nhiên không ở nơi này những người này bên trong. Cái gì, luân hồi chi chủ lại có thể như vậy lợi hại? Liền Hồng Hân tiểu thư cũng không đánh lại hắn. Chẳng lẽ ta Di La Cung, ngày hôm nay nhất định phải tiêu diệt sao? Chung quanh rất nhiều Di La Cung các cường giả. Nhất thời hoảng hồn. Bọn họ kiên định hung ác nói tim, giờ phút này rốt cuộc xuất hiện một chút dao động, sợ hãi Diệp Thần uy nghiêm. Hồng Hân bị thương hộc máu, nhưng mắt đẹp bên trong, cũng không có gì nổi giận ý, thần sắc như cũ kiên định, thậm chí lướt qua một chút mịt mờ ý định giết người. Làm cảm thấy được nàng cái này tia ý định giết người, Diệp Thần trong lòng một lộp bộp, âm thầm cảm thấy không ổn. Suy rồi. Diệp Thần một bên trong hư không. Đột nhiên có một đạo bóng người nhỏ nhắn xinh xắn, xách một chuôi nhúng độc dao găm, phá không giết ra, đâm thẳng Diệp Thần tim. Đó là một người còn hơi có vẻ non nớt cô gái, dài miêu nhĩ và đuôi mèo ba, lại là một cái miêu nữ. Diệp Thần nhận được cái này miêu nữ, chính là Hồng Hân cưng chiều người hầu, Hồng Huyên. Cái này Hồng Huyên, hôm nay là hỗn độn thiên ma tư thái, da thịt đen sẫm, trong mắt lạnh lùng, tràn đầy ma đạo ý định giết người. Hiển nhiên, nàng vậy như Hồng Hân vậy, bị giao cho tinh không thần tộc huyết mạch, giờ phút này hóa thân thành hỗn độn thiên ma, đánh lén ám sát Diệp Thần. Diệp Thần mới vừa cùng Hồng Hân đỉnh cấp tỷ thí, linh khí còn không khôi phục như cũ. Hồng Huyên cái này một tí ám sát, thời cơ cầm nặn được tốt vô cùng, muốn nhất kích có thể chết người. Thốn kinh, khai thiên. Diệp Thần bị ám sát, cũng không hoảng loạn, trở tay một quyền đánh giết ra. Hắn linh khí còn không khôi phục đi lên, nhưng hắn một quyền này, không cần bất kỳ linh khí, coi như thuần túy võ đạo, thuần túy man lực, là nguyên thủy nhất, dã man nhất lực lượng, có thể nói võ tổ đạo pháp trình độ cao nhất. Thốn kinh, khai thiên. Diệp Thần một quyền này, đánh phía Hồng Huyên đầu vai, tuy không phải là muốn hại vị trí, nhưng lấy Diệp Thần quyền thế hung mãnh, nếu là đánh chúng, vậy đủ để đem Hồng Huyên đánh bể. Hồng Huyên đối mặt Diệp Thần một quyền này. Trong tròng mắt thần sắc, như cũ lạnh lùng quả quyết, lại không có một chút sợ, dao găm tiếp tục đâm về phía Diệp Thần tim. Đây là lối đánh lưỡng bại câu thương. Diệp Thần không biết, Hồng Huyên kết quả trải qua cái gì, lại có thể đổi được như thế hung tàn.
Diệp Thần quả đấm, ra sau tới trước, đánh trúng Hồng Huyên đầu vai. Cuồng bạo thốn kình nổ tung, Hồng Huyên thân thể tại chỗ bị đánh bể, nhưng còn lại một đạo hắc ám tàn hồn, chật vật bị chấn động lui ra. Lấy Diệp Thần thốn kình hung mãnh, nếu như là người bình thường nói, chịu đựng hắn một quyền, chỉ có thân hồn toàn diệt kết quả. Nhưng Hồng Huyên, còn có thể cất giữ thần hồn không chết, hiển nhiên là tinh không thần tộc huyết mạch sinh mệnh lực ương ngạnh, giữ được tánh mạng của nàng. Bị Diệp Thần thốn kình chấn động, Hồng Huyên giao găm, vậy mất chính xác, không đâm trúng Diệp Thần tim, gai đến bên cạnh ngực vị trí. Diệp Thần rên lên một tiếng, nhất thời cảm thấy một hồi đau đớn kịch liệt, còn có kinh khủng độc tố, ngay tức thì ở trong người nổ. Cái này cổ độc tố, tràn đầy đáng sợ hắc ám dơ bẩn, đủ để ở ngay tức thì mất đi người đạo tâm. Thật may Diệp Thần đạo tâm cường hãn, hơn nữa hắn luân hồi thần mạch bên trong, có một cái cổ độc thần mạch, cũng có thể hấp thu độc tố, cũng không có bị chí mạng đánh vào. Nhưng may là như vậy, Diệp Thần vậy cảm thấy hô hấp ngưng động chất, cả người mạch máu đều bị độc tố ăn mòn, thật giống như ngay tức thì đổi được sụi lơ, không để được khí lực. Đây là cái gì kịch độc, lại có thể xâm hại ta? Diệp Thần ánh mắt lẫm liệt, chúng độc dưới, vội vàng phi thân rời đi Di La Cung, đi bên ngoài độn đi. Mau truy đuổi. Hắn chúng ta tinh không thần tộc vạn cổ tà độc, cho dù có luân hồi huyết mạch bảo vệ, vậy ít nhất phải nghẹt thở một đoạn thời gian, mau truy đuổi. Giết hắn. Hồng Hân ác liệt quả quyết, lập tức hạ lệnh. Rất nhiều hỗn độn thiên ma cùng Di La Cung các cường giả, ở trong mộng mới tỉnh, vội vàng đuổi theo giết Diệp Thần. Hồng Hân lại bày tinh không cấm pháp, phong tỏa nguyên phiến mình cũng phế tích. Nếu như Diệp Thần cưỡng ép đột phá, lấy hắn trúng độc trạng thái, rõ ràng cho thấy tự tìm đường chết. Tiểu thư, Hồng Huyên tàn hồn, phiêu trở lại Hồng Hân bên người, giọng nói mang một chút lạnh lẽo sảng kêu gọi một tiếng. Lúc này Hồng Huyên, đã không có mới vừa sát thủ tư thái, chỉ có con mèo nhỏ nữ hình dáng đáng thương. Tiểu Huyên, thương hại ngươi. Hồng Hân thấy Hồng Huyên thân xác bạo diệt, chỉ còn lại tàn hồn, nội tâm cũng là 10 phần bi thảm. Tiểu thư, đáng giá không? Hồng Huyên rơi lệ hỏi. Vì tiêu diệt luân hồi, hết thảy đều là đáng. Hồng Hân cắn răng nói. Giết chết luân hồi chi chủ, thì có ích lợi gì? Hồng Huyên hỏi. Giết chết hắn, là có thể là chư thiên thời không, trừ đi lớn nhất ung thư, ngăn cản hắn thành lập sai lầm thế giới. Hồng Hân nói. Nhưng mà, những chuyện này, cùng chúng ta có cái gì quan hệ đây? Tiểu thư, ngươi lại muốn thành lập một cái thế giới gì? Hồng Huyên giọng nói khiếp nhược hỏi. Hồng Hân thân thể mềm mại run lên, những lời này nhưng đem nàng đang hỏi. Hồng Huyên rơi lệ nói, trước kia chúng ta và Diệp Thần ca ca, có thể là bạn tốt tới, hiện tại nhưng muốn sống chết gặp nhau, ta còn muốn tự tay ám sát hắn, tại sao sẽ biến thành như vậy? Hồng Hân thân thể mềm mại run rẩy được lợi hại hơn, hồi tưởng lại ngày xưa cùng Diệp Thần một màn, vành mắt cũng là mơ hồ đỏ lên, nói ta. Ta không biết, có một số việc, một khi bắt đầu, liền không cách nào dừng lại. Chúng ta định trước, muốn cùng luân hồi là địch, nhất định phải đem hắn giết chết. Hồng Huyên trầm mặc xuống, không nói thêm gì nữa, nhìn mình không có thân xác, lẻ loi tàn hồn thân thể, chỉ cảm thấy được bi thảm đáng thương. Rất nhiều hỗn độn thiên ma cùng Di La Cung cường giả, ra đuổi theo giết Diệp Thần. Lúc này Diệp Thần, phi độn đến một cái chỗ yên tĩnh, vốn là muốn trực tiếp rời đi mình cũng phế tích, nhưng thấy cái này mảnh không gian, đã bị Hồng Hân phong tỏa, hắn cũng biết, mình thời gian ngắn muốn đi, tuyệt không phải chuyện dễ. Chí ít, phải chờ tới thương thế hoàn toàn hết bệnh. Hắn trên ngực, còn cắm vậy cầm độc dao găm. Trên chủy thủ kịch độc. Đã hoàn toàn dốc vào nhập hắn tim phổi bên trong đi. Nếu như là người bình thường nói, nhất định là độc phát bỏ mình. Thật may, Diệp Thần luân hồi huyết mạch cường hãn, có thể chịu đựng ở đây kịch độc. Hơn nữa, hắn phỏng đoán dựa vào cổ độc thần mạch, lại qua một đoạn thời gian, liền có thể đem trong cơ thể kịch độc, toàn bộ tiêu hóa hết, thậm chí hấp thu hóa cho mình dùng. Chỉ bất quá đoạn thời gian này kết quả là bao lâu, Diệp Thần cũng không cách nào xác định. Bất quá hắn có đầy đủ thời gian đi và đám người này đi dây dưa. Không nghĩ tới ta lại có thể sẽ như vậy chật vật. Diệp Thần khóe miệng kéo một cái, một bên vận chuyển cổ độc thần mạch, một bên dè đặt, nhổ hết trên ngực cắm dao găm. Ở rút dao găm ra ngay tức thì, một đạo màu đen máu tươi cũng là phún lên,
nhường cho Diệp Thần có chút nghẹt thở. Ở kịch độc kia bị hành hạ, hắn hô hấp vậy 10 phần không khoái thuận. Đây là tinh không thần tộc đặc thù rèn luyện vạn cổ tà độc, từ tinh không bờ bên kia tội trong đất để luyện. Diệp Thần ngồi xếp bằng, luân hồi huyết mạch vận chuyển, chậm rãi hấp thu độc tố, trong mơ hồ vậy dòm ngó hôm nay cơ hội, biết cái này kịch độc lai lịch, lại là cùng tinh không bờ bên kia có liên quan. Tinh không bờ bên kia, thật nhiều thiên đường, đều bị hắc ám tội nghiệt ô nhiễm, thành vô cùng dơ bẩn tội đất, so với thiên ma tinh hải còn muốn dơ bẩn bẩn thỉu được nhiều, được gọi là tội đất. Tinh không thần tộc từng trải qua vạn cổ, từ tội trong đất để luyện ra kịch độc dơ bẩn, luyện chế thành vạn cổ tà độc. Cái này vạn cổ tà độc, liền tiên đế đều có thể độc diệt, cái này thế gian, cũng chỉ có Diệp Thần, có thể dựa vào luân hồi huyết mạch chống lại. Ta cùng Hồng Hân, ngày xưa vậy coi là bằng hữu, nhưng hôm nay, nhưng là sống chết gặp nhau. Diệp Thần hơi có chút thổn thức, sau đó liền lắc đầu một cái, trấn an định tâm thần, bắt đầu ngưng thần khu độc. Hỗn độn thiên ma và Di La cung các cường giả, đều ở đây khắp nơi tìm kiếm Diệp Thần. Diệp Thần mượn giới tử Phật Pháp, đem tự thân hình thái, hóa thành một viên giới tử vi trần, nhưng là ai cũng không tìm được hắn. Hồng Hân biết Diệp Thần lợi hại, liền phái người hướng Di La cung tổng bộ bẩm báo, thỉnh cầu tiếp viện. Diệp Thần thấy rõ đến thiên cơ, biết Di La cung tổng bộ bên kia, muốn không được bao lâu, đem sẽ có đại lượng cường giả hạ xuống. Hắn tình cảnh, sợ rằng sẽ hơn nữa hung hiểm, muốn nghiền nát Di La cung, đào ra phù sinh tuyệt mệnh, lại là nói vớ vẩn. Vội vã nửa ngày thời gian trôi qua, Diệp Thần đã đem độc tố khu trừ một phần nhỏ. Nhưng Di La cung tổng bộ bên kia, cũng có đại lượng cường giả hạ xuống. Bọn họ khắp nơi lùng bắt Diệp Thần, lại bày thiên la địa võng, chỉ cùng Diệp Thần vừa hiện thân, thì phải đem hắn vây giết. Diệp Thần cảm thấy nguy hiểm, đừng nói hắn còn mang độc trong người, coi như là thời kỳ toàn thịnh, lấy một thân một mình, đối kháng nhiều cường giả như vậy, chỉ sợ cũng sẽ cố hết sức. Xem ra muốn phá cuộc mà nói, cần ngoài ra lại nghĩ một chút biện pháp. Diệp Thần nghĩ thầm, Di La cung cùng Hồng Hân lãnh đạo hỗn độn thiên ma liên thủ, thế lực không phải chuyện đùa, Diệp Thần muốn đối kháng, tuyệt không phải chuyện dễ. Ngay tại lúc này, Diệp Thần lần nữa bắt được Chu Uyên và Thái Thần hơi thở. Thái Thần và Chu Uyên hẳn ở chỗ này không thiếu cuộc sống, hơn nữa khoảng cách không tính là quá xa, vừa vặn đi tìm bọn họ. Có lẽ bọn họ có biện pháp. Cùng lúc đó, thiên ngoại thiên, Minh Đô, bên bờ địa giới. Nơi này ngược lại là không có Diệp Thần bước vào trung tâm chi địa như vậy khủng bố, vòng ngoài khí tượng cũng tương đối chính thường, và thái thượng thế giới rất nhiều địa phương cũng kém không nhiều, thậm chí linh khí còn muốn đậm đà mấy phần. Cũng không biết công tử thế nào, tựa hồ rất lâu không gặp, công tử thực lực sợ rằng mạnh hơn. Sư tôn nói nhâm tiền bối phi thăng không không, thái thượng thế giới thế cục đối công tử cũng không lợi. Phô Thiên, Vũ Hoàng Cổ Đế, Thiên Nữ, đều là ngăn ở công tử đi không không thời không cản đường hổ. Sư Tôn nói, bọn họ ở luân hồi trận doanh thực lực quá yếu, phải mạnh mẽ, phải không ngừng đột phá. Chu Uyên nằm ngang, vểnh lên trước hai chân nhìn trời, liền vậy bầu trời tầng mây đều là Diệp Thần hình dáng. Ừ, Sư Tôn xuất quan. Đột nhiên, trên bầu trời, dị tượng liền liền, Chu Uyên đột nhiên đứng dậy, dựng lỗ tai lên. Yên tĩnh, mọi âm thanh yên lặng. Liền bên người thác nước đều là ngưng chỉ, giống như một tấm màu xanh giấy trắng, bị vừa nứt hai nửa. Sư Tôn, Chu Uyên dò xét tính hỏi, vậy ngồi xếp bằng tại nước chảy xuống bóng người, không nhúc nhích tí nào, cùng theo vậy dâng trào thác nước vậy, đọng lại. Vù vù, vù vù, quanh thân cỏ cây nhẹ nhàng khinh minh, liền liền Chu Uyên trong miệng ngậm rễ cỏ, cuối cùng nhọn sao đều là dâng lên một chút màu tím nhàn nhạt hoa quang. Bá! Cùng trong chốc lát, vô số tím tức giống như là mây màu vậy tràn ngập bay lên, che khuất bầu trời, hướng Thái Thần đan điền quay về gộp lại đi. Sư Tôn rốt cuộc bước vào bước này. Chu Uyên trên mặt hiện ra hết vui mừng, nắm chặt hai quả đấm không ngừng run rẩy trước, hắn cảm thấy Thái Thần hơi thở đang không ngừng leo lên. Cực hãn leo lên. Oanh! Một cổ kính gió đem hắn thổi bay, thân hình đổ bay vượt quá. Phương viên ngàn dặm đều là bị nhấc lên màu tím gió bão cuộn sạch, vậy ngừng chảy thác nước treo ngược chân trời, lại là hiện lên màu tím thiên hà nhô lên, tràn vào màn trời. Liền thác nước cũng có thể chảy ngược. Thiên địa dị tượng, tím tức diệu thế, càn khôn điên đảo. Phịch, Chu Uyên trùng trùng đập xuống,
rơi xuống đất để gặp, nhưng là sau lưng vững vàng bị nâng lên, tránh khỏi té trỏng gọng bước. Một cổ cảm giác quen thuộc truyền tới. Không phải Diệp Thần còn sẽ là ai? Công tử! Chu Uyên theo bản năng quay đầu, có chút khó tin. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới công tử sẽ xuất hiện ở cái địa phương quỷ quái này. Hắn lại là cố gắng xoa xoa trong suốt trong mắt, xác nhận là tự mình không thể nghi ngờ, kích động nói, ta trời, hôm nay là ngày gì, xong nghỉ lâm môn. Thái thần đặt chân tiên đế, Diệp Thần xuất hiện, mình chẳng lẽ là đang nằm mơ chứ? Ta đây là không nghĩ tới ngươi và Thái thần tiền bối sẽ ở chỗ này. Diệp Thần hung hăng vỗ vỗ Chu Uyên bả vai, cười nói. Chu Uyên nhưng là giữa lông mày vui mừng hơi chậm lại, không tốt, sư tôn đột phá, cảnh tượng như vậy khẳng định sẽ đưa tới Di La cung dò xét, công tử, các ngươi rút lui trước. Yên tâm đi, những người đó hiện tại cũng không rảnh tới đuổi giết các ngươi, bọn họ muốn đuổi giết là luân hồi chi chủ. Chu Uyên ngẩn ra, bất quá vừa nghĩ tới công tử tính cách, vậy minh bạch công tử tất nhiên chọc Di La cung, sợ rằng những tên kia hiện tại khắp thế giới tìm công tử, cũng sẽ không chú ý tới nơi này. Ta đi trước gặp vừa gặp Thái thần. Thác nước dưới sườn núi, Tử Sam người trung niên đã sớm yên lặng đã lâu. Chúc mừng tiền bối phá cảnh. Thái thần xoay người nhìn về trước mắt Diệp thần, không khỏi được cười trêu ghẹo nói, thật lâu không gặp, người hôm nay thực lực sợ rằng mạnh hơn ta, mới thiên huyền cảnh trung kỳ, là có thể đạt tới loại trình độ này, ta còn không bằng ngươi có thể dày vò. Bất quá ngươi vì sao trên mình mang lại như vậy độc tổn thương? Lúc này Thái thần đột phá, cường đại thần niệm lộ ra, chu vi vạn trượng bên trong, không có bất kỳ mạnh mẽ tu giả hơi thở. Ngược lại là trải qua một ít chuyện. Diệp thần đem đoạn thời kỳ này sự việc nói một lần, liền liền Thái thần sắc mặt đều là ngay tức thì xanh mét. Tím hoàng tiên cung, phổ thiên, ma nữ, vũ hoàng cổ đế, người bây giờ tình cảnh xác thực rất mệt khó khăn. Bất quá người dưới mắt độc trọng yếu hơn, này độc đối người thương thế rất bất lợi. Thậm chí đối với người thực lực vậy có hạn chế. Dưới mắt phải phá độc làm đầu. Thái thần đứng dậy, sắc mặt ngưng trọng nói, ta dung hợp đế ấn, biết được liền một ít đại bí, sở dĩ lựa chọn tới nơi này đột phá, là bởi vì là nham thần thiên tôn. Dĩ nhiên còn bởi vì là một nguyên nhân trọng yếu. Đó chính là thiên ngoại thiên cổ huyền bí cảnh muốn hiện thế. Cổ huyền bí cảnh. Diệp thần có chút ngạc nhiên. Trực giác nói cho Diệp thần. Trong này không đơn giản. Thái thần sắc mặt ngưng trọng, nhẹ khẽ gật đầu, không sai, người có thể biết cái này cổ huyền tôn chủ là người phương nào. Cổ huyền tôn chủ. Danh tự này, hắn vậy chưa từng nghe qua, nhưng từ trong cảm nhận được liền một chút kỳ quái nhân quả, chỉ nghe Thái thần tiếp tục nói. Ta cũng là thức tỉnh một phần chia đế ấn trí nhớ cũ, tương truyền cái này cổ huyền tôn chủ, chính là nham thần thiên tôn tín nhiệm nhất người, một mực bạn hắn chừng chinh chiến. Tu vi thông thiên. Người độc, như muốn mau sớm giải quyết, sợ rằng phải từ nơi này cổ huyền tôn chủ trên mình hạ công phu. Diệp thần nghe vậy một lần. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 450.